Rồi. Rồi, hello mọi người nha. Chị cho Hương nè. Tụi em đang làm cho 60 phần của chị Phượng của đã order Thu Phương chứ đi hết từ thiện nhân dịp tháng 7 âm lịch. Cho nên Gia Hưng đang chiên YouTube và em đã chiên, em mới vô được phân nửa rồi. Bao nhiêu phần rồi à, baby? Cái này là 30 phần hả? Ờ, ba mấy phần rồi đó. 30 phần rồi mọi người ơi. Còn ủa, cái này là phần nhà bao nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Đúng rồi. Chị Phượng order tới 60 phần là 60 phần. 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu là video được ba mấy phần rồi, đang tích cực học lên. Rồi, ok. Bây giờ hôm nay là tháng 7 thì chị Phượng 60 phần, chị Phượng đặt 60 phần, mỗi phần 100 ngàn. Thì bây giờ là nguyên một nhóm đang làm, Gia Hưng thì cũng đang tiếp tục chiên. Nãy giờ là cũng được 30 phần rồi mọi người ơi. Vậy chiên mà vừa bán luôn á. Chị chiên vừa bán. Đây mọi người, đây là hai cái chảo đang sôi hùng hục. Chị Thảo đang múc ra để thay cái phần mới vô. Đó, mỗi phần như vậy là 100 ngàn nha. 100 ngàn thì gồm cá viên, bò viên đầy đủ luôn, cải chua, tương ớt, tương đen. Đó, đây là Gia Hưng nè mọi người. Đẹp trai. Thì hôm nay á, nhờ sự ủng hộ của chị Phượng á, chị Phượng ở bên chị Phượng đó bên đâu ta, bên Mỹ. Nhờ sự ủng hộ của chị Phượng mà hôm nay sẽ cái viên chuyên của em định đẩy ra sông Sài Gòn, rốt cuộc đã trồi lên lợi rồi. Em cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Thì chị Phượng đã ủng hộ cho tụi em là 60 phần cá viên, một phần 100 ngàn, 60 phần đi ra là 6 triệu. Thì em xin cảm ơn chị Phượng nhiều, là chị Phượng luôn đồng hành là Thu Phương á. Nói chung là chị Phượng thương, rất là thương Thu Phương lắm. Mỗi lần mà thấy Thu Phương live stream mà Thu Phương la sụm nụ là chị Phượng đều ra ủng hộ cho tụi em hết. Thì qua cái clip này em xin chúc chị Phượng với lại gia đình của chị Phượng thật là nhiều sức khỏe và thành công trong mọi việc nha mọi chị Phượng. Rồi một lát nếu mà tụi em sẽ làm xong là tụi em sắp xếp là sẽ cho Lâm với anh Toàn hai người. Lát Gia Hưng phụ lắm đó ha. Gia Hưng đi phát cái gì đó. Ý là để cho anh Lâm với anh Toàn đi phát trước đi. À. Giống như bây giờ 60 phần thì tụi em sẽ đưa cho anh là 30 phần để cho anh đi phát cho mấy người okay. Ngoài đường trước. Rồi một lát tụi em sẽ dọn xong xe cá viên này, ví dụ mà còn 30 phần hay là còn mười mấy phần đó, tụi em sẽ làm rõ cái quy trình là em với anh Lâm với anh Toàn VV là 4 người sẽ đi phát ha. Rồi qua cái clip này em cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Và ai chưa ăn cái viên chiên hãy ra, số địa chỉ là 258A Nguyễn Tử Gia, phường 8, quận 10. Ăn cái viên chiên ủng hộ giùm em nha. Sáng có phở, gà, chiều có cái viên chiên nha. Phở cũng có bán buổi chiều nha. Ngoài ra có nước, đồ uống nha mọi người. Có bánh lăng của Phi Nhung nha. Đó, bây giờ tụi em đang làm, nãy giờ tụi em rất là bốc rất là nhiều đồ luôn đó. Rất là bốc rất là nhiều đồ luôn. Đó, nó bắt đầu chiên rồi, chuẩn bị ra bây giờ cũng được bao nhiêu phần rồi? 30 rồi. Đó, trong tổng là cũng được 30 phần rồi. Cảm ơn mọi người. Nè, mẹ vô đây mẹ. Dạ. Mẹ muốn gì mẹ vô nói chị Phượng đi. Mẹ cảm ơn chị Phượng tiến đi quay qua. Dạ, vô đây nè. Mọi người, mẹ cảm ơn con nha. Cảm ơn con rất nhiều. Con đã ủng hộ cái 60 phần. Dành tất mẹ rất là cảm ơn. Lúc nào trời mưa, lúc nào cấp điện mà nhà con ủng hộ em quá mừng luôn. Chị mừng. À, mẹ cảm ơn Phượng nhiều lắm cha con. Anh xin Phương đi sớm rồi. Ok, cảm ơn mẹ nha. À, rồi, cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều. Con chị Thảo, không nói gì không? Bây giờ hiện tại là 10 rưỡi rồi mọi người, nhưng mà khách vẫn còn đông nha. Còn đông cô chú anh chị tới ủng hộ. À, là lúc cái đợt đầu giờ thì lên cái phường cúp điện mọi người nên không có ai tới hết. Và cũng trễ lúc 7-8 giờ thì có người ủng hộ rồi cho nên đỡ. Có chị Phượng và chị Phượng ủng hộ mới hết xe rồi nha. Ê trời ơi, bà ngồi bà chửi hề vậy, tôi báo công an phường lại bắt bà nha. Chỗ buôn bán chứ không phải là cái gặp xem phim mà bà chửi nha. Trên phường có hình gì chất rồi đó. Tên cậu cội kệ nó, tao là bạn đó. Thấy không? Trời ơi, bạn trên phường luôn nha mọi người. Bây giờ tình hình là gì chất đòi đi theo Phát đó mọi người. Lát chất đi bộ nha, chịu không? Đi bộ theo Phát nha. Phát ở đâu? Tao thấy nào đẹp trai cho hết thôi anh ơi, xin lô và bánh gì. Nhà anh khổ lắm, lấy gì ăn hết giùm em đi. Nhà khổ mà lại cho gì chứ. Thì anh khổ thì chất cho anh giấy số đi. Không. Lên lại đi. Lấy con ta đi cho mình đi. Không bao giờ mà trúng được. Đúng rồi, vé số là mua không bao giờ trúng nha. Có khi nào bà chửi em. Chất không nói giỡn nha chất, đừng giận nha chất. Chất ơi. Con nói thiệt nha chất. Đi lâm lâm lại. Chết rồi. Trời ơi, miệng quá trời. Con ơi, miệng quá trời với con trai. Hay là vừa hát vừa bán cá viên nha mọi người. Tiếp nè. Đôi khi ta gặp nhau để dây nhẫu cách sống trong khổ đau. Cha cái giọng kỳ quá ha. Chúng mình không còn yêu nhau như thơ. Hay không? Quá hay.
thôi nha, chứ em không có đi phát thì chị Phượng chứ rồi. Nghe rồi, hello mọi người nha. Thì hôm nay là bữa nay mấy giờ tâm giọng 11:30 gần 12 giờ đó, tại bây giờ đã 11:30 rồi thì MVV đã hoàn thành xong 60 phần cá viên nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, 60 phần cá viên này tụi em đã làm hoàn xong. Là bắt đầu một lát MVV anh Toàn anh Lâm sẽ, bốn người tụi em sẽ đi phát nha. Bây giờ là cho em nói với chị Phượng trước là em xin chị Phượng 5 phần để em đem vô sớm em phát cho những người trong trọng nha mọi người. Và tổng cộng còn 55 phần nữa là một lát MVV với anh Toàn với anh Lâm sẽ đi phát trên dọc đường. Mà thấy cô chú nào lớn tuổi chơi nhở ngoài đường và tụi em sẽ phát cho mọi người một phần, lát có quay clip để cho chị Phượng coi. Qua đây em cũng xin cảm ơn chị Phượng mỗi lần mà tụi em nói chung là muốn đẩy xe cá viên ra sông Sài Gòn á, thì chị Phượng cứ thấy tôi Phương livestream mà thấy tôi Phương bán rắn là chị Phượng nhào vô. Rồi em ơi chiên cho chị 30 phần, 40 phần. Hôm nay giờ chị Phượng tổng cộng ủng hộ cho em là 60 phần. Quy ra tiền Việt là 6 triệu nha mọi người. Thì em thay mặt tôi Phương, thì hôm nay tôi Phương cũng đã đi show rồi. Đó cho nên em thay mặt tôi Phương với bác và em thay mặt tôi Phương cảm ơn mọi người nhiều. Và mọi người ai chưa có ăn cái viên chiên á, hãy ra số địa chỉ của em là 208A Nguyễn Chí La, phường 8 quận 10 nha mọi người. Sáng có phở, chiều có cái viên chiên như gì chết hay nói là chiều cũng có phở nha mọi người. Có cắt mấy món nướng, đồ nướng rất là ngon luôn. Ngoài ra có rượu bia đồ đó mọi người. Và mọi người có muốn kêu đào nữa là mọi người đợi qua 11:30 đêm nha, là tụi em sẽ nghĩ ra tụi em sẽ phục vụ cho mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người coi clip vui vẻ nha. Và mọi người nhớ đăng ký kênh anh Lâm Avan nè, anh Toàn Vlog nè, Thu Thu Cái Viên Chiên nè, kênh của anh Sức Sống Mới Đem Trăng Sáng, hay là kênh của anh Loto JBT nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Rồi là nguyên nhóm đang chuẩn bị đi phát nha mọi người ơi. Mỗi xe là chở 2-3 bịch, một bịch như vậy là 5 phần nha, một bịch là 5 phần thì Lâm chở một bịch, VV với lại tất cả mọi người đang vô bịch nè, thì để coi chở được bao nhiêu ha. Dự định ban đầu là có một mình Lâm với Toàn đi phát thôi, nhưng mà bây giờ thì 60 phần rồi cho nên VV với Gia Hưng sẽ đi phụ phát nữa, tại vì bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi mọi người, cho nên cả team sẽ đi cùng nhau nha để phát cho nó nhanh hơn và nó dễ hơn. Thì lúc trước là phát ở đường, bây giờ mình đi đường khác đi, lúc trước mình phát 3 tháng 2 rồi, bây giờ mình đi đường bên này đi. Mình đi chợ đi. Lớn đi. Ừ, chợ lớn đi, chợ lớn ok đi, ha. Mình đi chợ lớn đi ha, rồi mỗi người một xe nha. Rồi em Như Nguyên sẽ lấy một phần nha mọi người. Mình đi qua đây có phần cũng lấy 1-2 phần nha. Bây giờ là anh Tâm sẽ lấy một phần nha mọi người. Đó. Chặt nha. Hello mọi người, là chương trình là bây giờ sẽ đi phát cái gì nha mọi người nha. Em sẽ đi phát cái gì nè mọi người ơi. Đi đi trời. Rồi đi đi. Đi điệu muốn chảy nước luôn. Chảy được không? Được. Rồi bây giờ anh Tâm anh sẽ lấy một bịch để đi phát riêng cho mọi người để chia ra nha. Đó. Chia ra nha. Ok. Mình phát được người nào hay người đó. Rồi bây giờ quay team mình sẽ đi. Đây. Rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn nha. Cái gì chị nha chị. Cảm ơn nha. Ok chị. Chỗ này là ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy nha mọi người. Bây giờ tụi em đang đi trên con đường là quận 6 nha mọi người, tại bệnh viện Chợ Rẫy nha. Đó thì chị Phượng có coi cái clip này đó, tụi em cũng đi phát nha chị Phượng. Đó, cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Chị Phượng đã giúp cho những mảnh đời cơ nhà ấy, giúp cho tương tương đồ nha chị Phượng. Cảm ơn chị Phượng nhiều.
nha anh. Nè chị ơi, cá viên chiên nè chị. Cảm ơn chị Phượng nhiều và cảm ơn mọi người đã yêu mến của Phương á, và nhớ ngày mai ai chưa ăn cái gì ủng hộ giùm em nha. Hôm nay ngày thứ tư nha mọi người nha, cho mọi người ủng hộ ăn cái gì giúp cho em nha mọi người. Đi đâu xa thì mọi người ghé em, địa chỉ là 258 Mai Nguyễn Thị La nha mọi người nha. Dạ em xin cảm ơn anh, cảm ơn chị Phượng rất là nhiều. Anh Lâm đã đồng hành với lại hai chị em gái nhỏ xíu xinh xắn dễ thương này. Dạ em tên thì hơi lớn tuổi xíu mà không sao. Cảm ơn toàn nhiều nha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh Lâm nha. Cảm ơn chị Phượng nha chị. Nhờ chị là có những người vô gia cư là có những phần ăn đem cái viên chiên, nói chung là tự nhiên sao nói ta. Nói chung là em hiểu anh Toàn, ý là anh Toàn anh nói trời ơi sát cái mặt dữ vậy Lâm. Ý là anh Toàn nói là cũng có nhờ chị Phượng đã ủng hộ cho Thu Phương để chị Phượng là giúp cho những cô chú cơ nhở ngoài đường á có phần cá viên chiên để ăn đem để đỡ đói bụng đó. Thì qua cái clip này em thay mặt anh Toàn, anh Lâm đồ cũng là tập đoàn cá viên chiên của tôi cảm ơn chị Phượng nhiều và cảm ơn mọi người nhiều. Và em cũng xin cảm ơn anh Lâm, nãy giờ anh Lâm vừa chạy xe vừa quay cũng tội nghiệp ảnh lắm. Cho nên ấy rồi riêng anh Toàn, anh Toàn buồn ngủ quá. Nhưng mà anh Toàn vẫn dán đi phát, tại vì ngày mai anh Toàn có công chuyện, nhưng mà anh Toàn vẫn dán đi phát. Thì em xin được, cảm ơn anh Toàn, anh Lâm không nhiều Toàn, nha. Có không anh Toàn phải không? Ơi. Sống bà chăng cái cho anh Toàn. Rồi, được rồi, kết thúc liền rồi, cảm ơn ai nha mọi người.